Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida. Bữa nay Vũ xin giới thiệu một sản phẩm mới ra mắt của CAVS, một dòng loa mới xuất hiện cuối năm nay, chắc là để phục vụ Tết 2020 này. Đây, một dòng loa CAVS tên là XB10, nó là công suất nó từ 250W tới 1000W, 8 ohm, kích thước là 10 inch, tức là 25/25 á. Đó là một số thông số bên ngoài, hộp khá là ok. CAVS này là một thương hiệu của Mỹ, sản xuất từ Trung Quốc. Ok, rồi giờ mình cùng đập hộp nó xem bên trong nó có gì. Ok, bây giờ tiến hành đập hộp. Miếng mút ở phía trên để chèn. Có bao bóng nhựa. Chưa ạ. Có giấy tờ luôn. Một cái bảo hành, cái này được bảo hành 24 tháng nha các bạn. Đây là loa. Đây có tem của CAVS dán tem thiết kế mặt trước bằng sắt dán lưới nhựa. Có bên đây có tem bảo hành chính hãng của CAVS. Đó, xoay một vòng cho mặt bên cũng không có gì, phải cái tay cầm này nhựa bóc vít được in chim. Cái này rất là đẹp, với mức giá khoảng 9 triệu mà lỗ hoàn thiện vậy là khá tốt rồi. Đây, hai lỗ thông hơi, một kết nối bằng jack Canon chắc chắn. Đó, thông số. Đó, mặt bên đây thì cũng vậy thôi. Ok, giờ tiến hành gắn vô test thử coi ngặt nó ra sao ha. Ok, sau khi gắn dây thì mình gắn thử một loa này với cái cục men 3/6 thì mình đánh thử một canh là cũng đủ ngay được cái chất lượng nhạc của nó rồi. Okay, khỏi gắn hai cái này. Gắn cả thử, test thử nè. Giờ đầu tiên là test thử nhạc Bolero ha. Ok. Mùa mưa lần trước anh về ngay ghé thăm tôi. Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa dài. Những phút vui trôi qua mất rồi. Ok, nãy giờ thì cái dãy tầng của nó cũng thấy là tầng trung là nhiều, cái dòng ca với dòng mấy cái tiếng nhạc ở dãy trung. Bây giờ qua một số cái nhạc khác ha, dãy cao ha. A C và bass. Thank you.
làm mấy bài non stop nhạc Việt, chế biết cái bài nhạc đó nó sao, thấy nó cũng chưa hay lắm, chưa đủ sâu để xuống thử cái bài deep step này, deep house này. Cái mức giá nó ở mức cao hơn, còn cái mức khoảng 9 triệu thì cái dòng này là một đối thủ đáng gồm đó, phân khúc lo full. Ok, nếu view vừa rồi thì video mới ở cái mức là dạng video âm thanh nó ra chưa có thể chi tiết lắm, các bạn có thể tới các showroom của Vida để trải nghiệm thực tế chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Hy vọng video vừa rồi giúp ích được các bạn một chút xíu trong quá trình chọn sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.